Vâng, điện tử Tám Hoa xin chào tất cả anh em đến với một video tiếp theo. Và bên trung tâm sẽ test ra một cặp loa bãi 3G audio cho anh Vũ Huy Cường, anh ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là một cặp loa 3G audio hàng bãi xịn của anh Cường đã đặt mua bên trung tâm, và anh đã gửi vào tài khoản trung tâm 500.000 đồng. Vâng, đây là những thông số của cặp loa 3G audio hàng bãi xịn WF12. Vâng, với công suất là 300W mỗi quả. Vâng, giải tần từ 50Hz đến 20kHz. Loa trở kháng 8 ohm và độ nhạy của dòng loa này là 94 dB. Vâng, anh Cường đã quyết định sử dụng cho gia đình một cặp loa bãi xịn 3G audio. Thì với dòng loa 3G audio với B3 thì nó là một. Còn trước đây nhà máy sản xuất ra những dòng loa 3G thì bây giờ họ cải cho những dòng loa đó là những cặp loa B3. Vâng, B3 và 3G nó là một. Còn với cặp loa 3G WF12 được sử dụng bát 30 và một jack kèn từ 17 và khuôn 76. Và với cặp loa này thì chúng ta nghe nhạc và hát karaoke quá là ok. Và các anh em mà có nhu cầu sử dụng những cặp loa bãi xịn xin hãy liên hệ cho trung tâm theo hai số máy 0918 249 265 và 0974 637 646. Trung tâm giao hàng toàn quốc. Địa chỉ trung tâm Thị Tứ Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Và sau đây trung tâm sẽ test kỹ cặp loa để gửi cho anh Vũ Huy Cường.